Em chào tất cả mọi người nha. Video này của em sẽ dành cho anh chị em cô chú nào ở nhà mình có hồ cá coi ngoài trời và nó đang gặp cái tình trạng cá không bơi, nhát người nằm đáy. Nước trong hồ của mình không được đẹp thì anh chị em cô chú mình đừng bỏ qua video này nha. Giới thiệu với lại cả nhà, đây là một cái mô hình hồ của mình tầm cỡ khoảng 400 lít của em Duy ở Kiên Giang nha mọi người. Cách đây hơn một tháng thì mình có nhận được tin nhắn của em Duy gửi qua cho mình với cái nội dung là anh Nhân ơi, ở nhà em có cái hồ mà cá thì giống như mọi người cũng thấy rồi, nó không bơi, nước thì không được đẹp. Sau khi mà hai anh em mình trao đổi với nhau thì mình có tìm hiểu về bên ngay chỗ cái cách mà làm lọc của em Duy. Thì giống như mọi người thấy rồi, hiện tại bây giờ thì em Duy có để một cái máy bơm ở trong hồ. Và đây là cái kết quả sau khi mình điều chỉnh. Có nghĩa là nước trong hơn, đẹp hơn, cá của mình đã bắt đầu dạng người bơi tung tăng rồi. Thì cái yếu tố nào để nó giúp cho nước trong hồ của mình đẹp được như vậy và cá của mình nó thuần hơn, nó không có bị cái tình trạng nằm đáy rút gốc. Mà trong cái thời gian vừa qua thì thật sự khi mà mình hỗ trợ giùm cho rất là nhiều anh chị em của chú mình á, mình thấy nó có một cái điểm chung là khi mà mọi người đặt máy bơm bên trong hồ á, anh chị mình chỉ nghĩ đơn giản thôi, có nghĩa là sẽ bơm ra bên ngoài một cái dàn ba ki giống như của em Duy, hoặc là mình bơm lên một cái thùng gì đó như vậy là xong rồi. Nhưng mà thực chất nó không phải nha. Cho dù mình bơm ra bên ngoài cái thùng hoặc là cái dàn ba ki đó, mình sắp vào liều lọc nó dày cỡ nào đi nữa thì tầm cỡ khoảng 3 đến 4 ngày nó sẽ bị tắc, và nó dễ dẫn đến cái tình trạng là nước trong hồ của mình bị vàng, bị xanh, do là cái lọc của mình á, nó đã làm nát phân. Khi mà cái máy bơm làm nát phân rồi, ra bên ngoài cái dàn ba ki của mình nó bơm đổ xuống, nó cái kiểu giống như lọc thô á, nó đã làm tiếp tục phân của mình nát nhuyễn nữa, thì dẫn đến tình trạng là nước không được đẹp. Mà cá coi này của mình rồi, trong rất là nhiều cái video khi mà chia sẻ lên kênh, Nhân cũng đã có chia sẻ, có nghĩa là chỉ cần nước trong hồ của mình không được đẹp thì lập tức nó sẽ nhát người nằm đáy và bị bệnh nha. Vậy thì cái sự thay đổi của em Duy như thế nào, mấu chốt nó nằm ở đâu để giúp cho nước trong hồ của mình đẹp mà cá của mình bơi được trên mặt nước giống như thời điểm hiện tại bây giờ mọi người thấy, thì trong video này mình sẽ chia sẻ ngay chỗ cái phần mà cải tạo hệ thống lọc hồ của em Duy, cũng như mình sẽ nhờ em Duy chủ hồ sẽ chia sẻ ngay chỗ cái phần hệ thống lọc để cho anh chị nào ở nhà, ví dụ như hồ của mình ngoài trời hoặc là mình để máy bơm bên trong hồ á, cá nó không có dạng người, nước thì không có được đẹp, thì anh chị mình có thể là tham khảo để mình điều chỉnh luôn nha. Em xin làm phiền mọi người một tí xíu nha. Đây là thức ăn nè, còn đây là thuốc tím, đây là vi sinh. Thì hiện tại bây giờ em đang cung cấp 3 dòng sản phẩm này. Nếu mà anh chị em cô chú nào mình có nhu cầu á thì có thể liên hệ với lại Nhân qua số Zalo trên màn hình nha. Bây giờ mình chia sẻ một vài thông số hồ của em Duy cho mọi người tham khảo, sau đó mình sẽ nhờ em Duy ha sẽ chia sẻ chi tiết phần lọc cho mọi người xem cho nó rõ luôn nha. Thì hồ này của mình ở đây chiều dài là 1m3, chiều ngang của mình là 80 và mực nước trong hồ Duy đang để gần 40 nha. Như vậy là mình tính ra hồ này của Duy tầm cỡ khoảng là 400 lít nha mọi người. Đối với lại những cái mẫu mà để máy bên trong hồ giống như của Duy á, thì anh chị mình nên xài cái bơm dao động tầm cỡ khoảng 6.000 nha, như vậy nó mới hiệu quả được. Còn nếu như mà mình xài cái bơm nhỏ nhỏ 2-3.000 thì thật sự nó kéo lên không nổi nha mọi người. Đó, anh chị lưu ý ngay chỗ cái phần lựa chọn bơm nha. Mình mua máy bơm lớn tí xíu đi để có gì mình giảm nó lại, ví dụ mình thấy nó mạnh quá mình giảm nó lại, chứ còn nếu mà anh chị mình mua tầm cỡ khoảng 2.000-3.000 không được. Tại vì sau khi mà hai anh em trao đổi với nhau á, mình có góp ý cho em Duy là làm thêm một cái lắng. Cái lắng 200 thì mọi người nếu mà theo dõi kênh của Nhân một cái thời gian dài á, mọi người cũng thấy là mình thiết kế cho rất là nhiều anh chị em của chú mình. Và mình cũng có một cái video hướng dẫn làm luôn, anh chị mình có thời gian thì có thể là mua vật tư về ở nhà mình tự làm nha. Thì bơm của mình sẽ bơm ra bên ngoài cái ống lắng đó. Cái ống lắng đó sẽ có nhiệm vụ tách biệt phân ra bên ngoài, rồi nước sạch của mình sẽ qua cái dàn ba ki giống như thời điểm hiện tại bây giờ của em Duy á. Mọi người thấy là rất là đơn giản, một lắng một dàn ba ki thôi, nhưng mà nước trong hồ của mình cực kỳ trong và cá của mình đã khỏe mạnh dạng người, nó không còn hiện tượng nằm đáy rút gốc nữa. Và khi nước trong thì anh chị mình ngắm cá cực kỳ thoải mái luôn, mình thấy cái màu sắc của cá rất là rõ nét, mình nhìn thấy cái nền hồ của mình luôn. Còn ban đầu clip đó là nước trong hồ của em Duy thật sự là rất là nản nha mọi người, nhìn hầu như là không thấy cá và cá nó chỉ nằm một chỗ, nó không bơi thôi. Đó, thì chỉ đơn giản là mình làm cái lọc của mình tốt là anh chị mình nuôi cá nó nhàn rồi, không cần phải sử dụng bất kỳ một cái loại thuốc nào giống như trên mạng người ta rao giảng nha. Mọi người thấy là lên mạng anh em hay chia sẻ là nên xài vi sinh, nên xài thuốc này thuốc kia, nhưng mà thực chất con cá coi này chỉ cần cái nước anh chị em của chú mình tốt là mình không cần phải coi như là sử dụng bất kỳ một cái loại thuốc nào nha cả nhà. Vậy thì làm cái lọc của mình vận hành như thế nào để cho nước của mình trong giống như thời điểm hiện tại bây giờ, ở đây mình sẽ nhờ em Duy chủ hồ chia sẻ cụ thể chi tiết để cho mọi người xem cho nó rõ luôn nha. Xin chào cô chú anh chị và các bạn nha. Thì bữa nay em sẽ chia sẻ cái hồ của em cho mọi người coi chơi. Là hồi trước thì lúc mới mua về á, em cá nó cũng nhát lắm, cho ăn thì nó cũng lên ăn nhưng mà nó không có sung như bây giờ.
tôi ăn xong rồi nó đi tới cái ở dưới chân thác đó, nó nứt không à, nó nhát lắm. Rồi sau đó em mới lên mạng em tìm tội em học hỏi, thì em gặp anh Nhân, bắt đầu em mới kết bạn với ảnh, thì ảnh cũng hướng dẫn cho em là cách xử lý nước hồ, rồi đánh thuốc, cái bài thuốc tetraxylin với lại muối hột của ảnh đó. Thì trong vòng có 3 ngày à, rồi em mới thay khoảng 30% nước, nó là bắt đầu cá nó thấy nó cảm giác nó sung hơn, nó đỡ nhát người hơn. Cá này là cá mới em chưa có huấn luyện mà nút tay luôn đó, mà bây giờ mình đứng đây mình cho ăn là nó bu rất là vui luôn. Thì cái hồ của em là hồ xi măng, hồi trước em nuôi cá bảy màu á, nhưng mà nó bị rò rỉ nước rồi, giờ em không nuôi nữa, em lót bạc, em chải bạc đen loại thường thôi. Rồi ở trên cái mé của cái hồ thì em ốp dán nhìn cho nó gọn gàng đẹp. Còn cái máy bơm của em thì em xài bơm 6.000 lít của Roja đó, là nó có điều chỉnh tốc độ. Rồi em làm cái hút đáy ở đầu đó, hút mạch ở đây, hút mạch thì em chưa có thời gian nên là tạm thôi, nó hơi xấu. Rồi em cho nó đi ra cái ống 34, rồi mới bắt đầu là đây cái ống in đó, là ống này đi ra đây 34 giảm 27 ga luôn. Em gắn cái van để điều chỉnh luôn đó, để mạnh yếu tùy mình chỉnh cho nó vừa con cá thôi. Rồi cái ngõ in đi vô cái bình đó, đi vô cái ngăn lắng này nè, thì em làm hai ngõ vô, hai ngõ vào đó. Một ngõ này là 34 ra xa 60 đối diện với nhau, bên đây cũng vậy đó, đối diện với nhau. Xong ở trong á, ở trong đầu trong á, em làm hai cái van của hai cái co 60 nó quay đối nghịch nhau để nó tạo cái dòng xoay từ ở dưới đáy bình này lên cái ngang cái ngõ vào này là khoảng 40 cm. Rồi từ em để di mắt rồi lưới lan đậy lên tới đây luôn. Rồi ở trên đó thì em còn dư mấy cái chỗ đọt em để vô luôn đó. Rồi ở trên đây thì em trồng lá dứa với chầu. Rồi đi ra đây thì em cho nó ra 4 ngăn của ba ki. Ngăn trên đó thì em xài đá nham thạch, ở dưới này thì em xài sứ thanh, còn hai cái lớp dưới là em xài sứ loại sứ nhẵn đó. Em xài vật liệu rẻ tiền không à, nhưng mà thấy chất lượng nước nó cũng khá ok đó. Giờ nó cũng đỡ rồi, nó cũng thấy cá nó sung lắm, mà tại vì em chưa có tập dạng người cho nó, bởi vì nó thấy bóng còn hơi giật mình đó. Rồi thì em chia sẻ như vậy đó, còn chúc của chú anh chị và các bạn xem kênh của anh Nhân nhiều sức khỏe và thành công nha. Vừa rồi thì em Duy đã chia sẻ với mọi người cái quy trình mà Duy làm lọc anh em nha. Thật sự là khi mà mình xem qua cái phần lọc của Duy á, thì anh em cũng thấy rồi, ở đây thì Duy xài cái bơm 6.000, mình có thể là giảm cái lưu lượng nước của nó lại để mình cho làm luôn. Sau đó là mình sẽ bơm lên một cái ống lắng, rồi từ ngay chỗ cái ống lắng đó nước sạch của mình sẽ qua ngay chỗ dàn ba ki lọc nước mình trả về hồ. Nhưng mà mình cho mọi người một cái lời khuyên, nếu như mà được á, mình cho toàn bộ lên ngay chỗ cái phần ống lắng luôn, đừng có mà chia luồng. Tại vì khi mà anh em chia luồng á, là một phần nước trong hồ của mình nó đã trả về hồ rồi. Mình nói ví dụ như cái bơm của mình á, nó hút phân lên
Thì thay vì mình cho ra lắng luôn thì anh chị em ví dụ như mình chia ra lắng của mình là 70, còn 30% nó trả về hồ thì nó cũng sẽ làm ảnh hưởng một phần nào đó chất lượng nước trong hồ của mình. Nếu mà bơm lên lắng mình hết luôn 100% thì chắc chắn nước trong hồ của Duy sẽ đẹp hơn. Thì đó là cái mình góp ý thêm cho Duy thôi. Còn anh chị em của chú mình nếu như ở nhà mình đang có những cái mẫu giống như của Duy, hoặc là nước xấu nè, cá không có được dạng người, thì anh chị mình có thể là tham khảo từ cái mô hình hồ đến cách làm lọc của em Duy để giúp cho nước trong hồ của mình đẹp hơn, cá khỏe mạnh dạng người hơn nha. Mình xin phép cũng kết thúc video tại đây luôn nha mọi người. Cũng đại diện cho bên kênh đó Duy, anh cảm ơn em rất là nhiều đã chia sẻ hồ hệ thống lọc lên kênh cho mọi người tham khảo. Đại diện cho mọi người thì anh chúc cho em và gia đình mình luôn dồi dào sức khỏe, anh chúc cho công việc của Duy làm ăn ngày càng tiến triển, phát đạt thành công nhiều hơn nữa nha. Mọi người xem video thấy những cái mình cũng như là em Duy chia sẻ nó hữu ích thì hãy cho hai anh em mình một lượt like, đăng ký kênh ủng hộ mình để có tinh thần làm thêm những video kế tiếp nhé. Một lần nữa mình xin chúc cho tất cả mọi người xem video vui vẻ nha.